shopping. First, white pearls, and let it get white pearls. You boil it first. Boiling first. And you put the coconut in. Yes, then I put the coconut. And then slide down. Yes. Đây, bác xã làm chuối xào dừa đây các bạn. Ốc chuối hơn là dừa. Ok, bà xã thích ăn vậy đó, chuối xào dừa. Tapioca pearls, hả? Dạ, bột bán. Tapioca pearls. Bột bán với dừa, coconut right? Right. Ok. Ok, this phở gà còn lại đây, phở gà còn lại đây. It's a chicken noodle soup leftover. Yes. But what do you put now? A shrimp. Oh, yeah, now you have a shrimp, more shrimp, right? Shrimp, yes. More shrimp, right? Yes. Okay. Okay. So I have a beer, okay. Oh, good. Okay. So we will eat one spoon and one chopstick. Yes. Well, that's very romantic, eh? Yes. Share. Và sẽ ăn cùng tô, cùng đũa, cùng chén luôn. Đã vậy đó. Uống bia các bạn, uống bia không đổ. Again too. Đổ ra ly. Đấy chú. Làm tương. Đỏ là gì? Giờ là mát, nó không có sai, không có độ nào hết, không có độ trộn, không có sai. Đó, các bạn nhớ nha, mai mốt mình về Việt Nam là mình uống bia không độ nè, bạn mời phải đúng độ mình là không độ nào hết á. Các bạn ở Việt Nam nên uống bia không độ nào, bà xã các bạn sẽ vui. Nó có cái men mà nó không có làm mình say, quýt xỉn. You have to peel it for me. Okay. Shrimp. It's tom. Not the other kind. Không có tép. Tom này nè. Là tom, chứ không phải tép. Tom. It's shrimp. Not tép. Somebody said tép. No, not tép. Somebody said tap. Not tép. Not tap. Shrimp. 3. Yes, shrimp. You go with the cook over there with some. That's it. Wow. Đây các bạn đó. Là các bạn Việt Nam để ý mấy những cái cô gái mà đi xe Spacy á, đó là mấy nàng ta làm là người mông vào kiểu bây giờ phải chịu có xì đà, có xì mặn tỉa các bạn. Đó là cà ve. Chừng mông là vô Việt Kiều, tấp vô Việt Kiều với ngoại Kiều, đúng không? Chừng mông đóng đồ những cái quán bar, đúng không? Mà hát cho nhau nghe. Đó. Thì các bạn bây giờ thì không nên về là đúng rồi, tại dịch bệnh nó vẫn còn, cả thế giới bị hết chứ đâu phải chỉ một mình, đúng không? Thì Việt Nam mà không dám nói lên cái số người chết, chỉ nói là trưng thôi. Giờ cái vụ của ông nó mở cửa, nó bao giờ không cách ly cũng không dám về đâu. Từ khi nào đó, cho nó yên bình á. Nhưng những người mà có chích qua xin 2 mũi được, đúng không? Nhưng mà về Việt Nam á, những người ở Việt Nam có chích không? Không, không chích thì lây qua cũng lây, không có miễn nhiễm được. Bởi lại mình chép ở trong máy bay, không có máy bay nào đi thẳng qua Việt Nam á, nó không có như lúc trước nữa. Các bạn muốn về cũng có thôi, không mà về quá cảm ơn Malai vô đây vô Campuchia ở đó mà 14 ngày tụi không rồi bắt đầu đi bộ qua ở Việt Nam thêm 14 ngày nữa, 28 ngày xong 28 ngày còn 2 ngày nữa bạn virus rồi về ở đây cũng thêm 3 ngày nữa, rồi 14 ngày trong nhà nữa đó. Việt Nam không có làm giống như là kiểu Thái Lan, nguyên cả cái resort luôn, qua đã 14 ngày. bên Thái Lan á, người ta mở ra nguyên cả cái resort có cả đánh góp nữa, có cả xe góp cho mình đánh. Nó ngồi trong đó rồi, người ta ngồi vô trong đó chơi chơi, đánh góp, rồi nguyên cả resort luôn, không? Thì nếu mình vậy thì mình đi qua Thái Lan mình chơi sướng rồi không? Không, tại vì mình ở Việt Nam mình ở trong phòng, còn này nó vừa có phòng, đồ ăn thức ăn làm 5 sao, thức ăn cũng 5 sao, bia rượu, thấy không? Tự do nhiều, đi bộ, đi vòng có mới resort đó được. Phòng ốc cũng lớn hơn cái phòng ốc của Việt Nam, khách sạn gì mà phòng ốc dường như cái chặt chội lỗ mũi, không? Còn đây đi qua tới năng trời, về mình phải thủ tiền ở đây 3 ngày, Canada đây phải 3 ngày, 2.000 nữa, rồi về ở đây mình phải thêm 14 ngày gọi đồ ăn thức uống tới tại nhà nữa, thấy chưa? Tự cách ly ở nhà. Đó. Đây mà qua ra, đó, chụp 2 mũi thuốc đó. Mà bây giờ tới là nghĩa là vi trùng nó biến chứng là lên tới biến chứng tới số 4 rồi các bạn. Đó, bây giờ là bên Brazil chết nhiều lắm. Brazil vi khuẩn biến chứng số 3 chết nhiều lắm. Giờ nghĩa là Brazil nó đóng cửa hoàn toàn luôn. How many streams you eat already? One. You get me one more and you one more. Okay. Oh, very good. They were very good. That was very good. Mm-hmm. That was good. Mm-hmm. Mm. Next time, eat it. Don't eat it. Cook for 2 days. Cook for 2 days. Mm-hmm. Cook for 2 days. Mm-hmm. Very good. Mm. I know. Well, supper, cook 2 days. It's very good. Better. That's true. But cook not really. 2 days tastes better. Mm. Cho nên á, tụi mình cũng đã khai thuế rồi, những cái lợi tức về mình trong invest thì nhà băng máy tính chỉ điền vô theo số thôi, nhưng mà người ta lấy lại, nhưng mình không có lấy tiền, mình không có làm đơn để mới lấy cái tiền hỗ trợ về. Rồi sơ các bạn về Covid nè, mình không cần phải trả lại, không trả lại khoản tiền đó, mình không có không ra mình lấy lại tiền. Bên đây á làm sai á là sở thuế nó tính lại cho mình đó nè. Mình tính ra thì tính lại xác suất thì có chấm rồi mà không có quan tâm á, không sợ. Mình invest nhiều quá không, nhưng mà bỏ vô những cái khoản DFAC dùng cái đó mình có lời, không tính tiền nữa. Có lời nhưng mà trong cái tài khoản đó. Không có trả thuế là cho nhà nước. Mà như vậy đó, gửi đi rồi. Mai một tay, phòng, năm nào cũng vậy. After this one, you have shrimp. Yes. I saved some for shrimp. Okay. Steam shrimp. Okay. Mình để dành chút xíu bia nè các bạn, để mình hấp tôm á. Màn sau đây là ăn xong này tới cái màn tôm hấp. Nói về hưu sướng rồi ngay chỗ đó các bạn muốn ăn gì mà ăn, muốn gì có tiền, không đi làm nữa. Đó hơi mà còn đi làm á mà không thấy là ăn như vậy nữa. Phải đi nhận tiền đủ thứ á. Tiền này tiền nọ mình không có thể là ăn thoải mái như bây giờ. Chứ hồi xưa mình đi làm á, không dám ăn tôm hùm đâu. Tôm hùm bữa lâu lâu rất là con à, bây giờ mình ăn thoải mái luôn. Lúc một tháng ăn chở mà 5-6 ngày tôm hùm cua. Không? Dạ, ăn cả con luôn. Không? Mình đi chợ thoải mái nữa, chứ hồi mình còn đi làm. Nào đi chơi cũng tận tiện nào. Không có thoải mái gì hết. Cái về hưu á, thoải mái luôn. Cái tiền mà về hưu á, mình không có lo nghĩ nữa. Mỗi tháng nó đưa vô. Mỗi tháng, hàng tháng. Hưu sướng tới mình không có nhà để giữ chân. Không? Vợ lậu lỡ. Muốn đi lúc nào đi. Ở đây chán quá mà mốt dọn qua chỗ tỉnh khác. Your brother retires 57 too. Just never waiting for him. My brother retired 57. Your sister retired 56. You always retire too early. I know. 51. 51. I know. You set maximum weight. Right. Damn. You're retired. You the one that's a big man. Chứ đã ô thì ra rồi ứa lì bật rồi thay vào sức tay rồi thay rồi vui vẻ rồi ứa lì thì do sức tệ rồi thay rồi phí kỳ sức thì do brother hay teacher no principal thì thay ứa lì thôi, bởi 58 thì thay 57 thì thay. Oh, way back, but you beat everybody. Oh my God. Mà mình á, tụi mình á chọn về hưu ở Việt Nam quá dở, còn mất tiền nữa. Mất tiền ở Việt Nam quá nhiều. Đó, cho nên mình trở về lại. Mà mình vẫn may mắn cho mình những cái tài khoản đó nó mình không có được rút ra các bạn. Rút ra nó bị mất. Nhưng mà tới cái 2009 kia ra là mở ra cái bị ở đây nó bị lay off nhiều, bị recession đó các bạn, thị trường nó bị khủng hoảng đó. Đó, cho nên nó ở bên Canada này về đây đó tháng 10 tháng 11 đó. Không chịu đựng á, khoảng tháng 1 cái mở ra cái tài khoản cái loại mới á, tiền để dành loại mới á, IFSE á, cho nên mình bây giờ có quyền mình transfer cái tiền đó ra để khỏi coi bị động thuế. Cho nên mình rút cái tiền của ASP ra đó, mình sẽ đóng thuế, đúng không? Vậy cũng mình cũng có sự may mắn trong đó. Thì mình mới rút cái tiền ASP chuyển qua bên cái TFSE, rồi mới rút tiền ra về hưu. Còn cái tiền già á, tới 65 tuổi nó bây giờ cho các bạn nó tiền già. Không thì nó đúng ra cái tiền già của mình nó cũng bị trừ nữa, tại vì bà xã thì hưu quá lớn đi, tiền hưu bà xã quá lớn. Vợ chồng mình nó với mình rút tiền quỹ hưu á ra xài, cho nên mình cái tiền của mình đó, cái thu nhập của mình nó cao, cho nên cái tiền già nó trừ đầu khoảng 15%. Không cần thiết mình kể trừ như trừ. Nó cũng được. Nên mình ẩn danh cũng đâu 11 năm ẩn danh, nghĩa là tu mà lên núi tu. Bây giờ mình tái xuất giang hồ các bạn, mới tái xuất giang hồ đâu phải chừng 3 năm nay mình mới làm YouTube video cho vui vậy, chứ mình đâu có tiền vậy trong YouTube đâu. Rồi có những người ta mà thích YouTube mình, người ta coi rồi người ta cho mình ít đồng ở trong cái khoản trong á, đôi lúc cũng được, lúc cũng có tiền mình cũng làm YouTube nữa, cũng làm chơi cho vui vậy, nó để lại cho đời mà. Người ta nói á, quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn, nhưng mình á để tới 40 năm đó mình quay hỏi các bạn. Okay, now stop this video now. Yes. For continue to be next stream. Yes. Or you want to eat your thing? I think tomorrow maybe. Ship tomorrow. Stream tomorrow. Yes. You eat your chuối xào, yes. Chuối xào dừa, sure, yes. Okay, go get it. Chuối xào dừa, right on. Okay, okay. Bye. Nào đây các bạn, đây là chuối xào dừa bà xã làm đây, có bỏ đậu phộng, bỏ mè, chuối xào dừa. Ah, this what is this one we call? Can't see. This one called coconut. Yeah. This one is a basada and you know it. No basada. I do show you that. Cái gì bự sữa luôn. Đó là đủ rồi, không ăn nhiều. Sẽ là hảo ngọt các bạn. Mời các bạn nha. Giờ kể chuyện, nói chuyện tiếp với các bạn. Đó. bata. Doon sa nila. Dak mo. Rất ngon. Có bột bán mày nữa. Ngon quá. Nước mắm như Việt Nam. Tại Việt Nam. Bà xã mấy cái món này ở Việt Nam chỗ nào cũng vậy ăn. Cái gì cũng mấy hả? Cái gì mấy kia? Chú sầu dừa. Tại vì á, hôm nay bà xã đòi mình nấu chú chân. Nó thôi làm chuối sầu dừa đi cho ngon. Chuối sầu dừa cho nó ngon. Không cần phải làm chân gì. Cream sick and nothing, nothing, brother. Đúng ra thì bây giờ ở Việt Nam thì nó đúng ra thấy cái đời sống á, về hưu. Người hưu ví dụ như về già đừng có bệnh hoạn gì á, khỏe mạnh không bị gì hết. Các bạn mà có bệnh là đừng về Việt Nam. Thử nghĩ ở đâu á cũng đều chở vô Sài Gòn để chữa bệnh đó. Ví dụ như các bạn về hưu ở vùng xa vùng sâu rồi, làm sao các bạn không có trực thăng để chở nữa, đúng không? Chở đi cũng tốt thời gian, cũng cụ đeo rồi, đúng không? Cái y tế Việt Nam thì nghĩa là tại sao mấy người lãnh tụ á, chính quyền á, mà bệnh đó là họ chạy qua Singapore, Thái Lan, Mỹ, Canada, không chữa bệnh, đúng không? Nó chạy qua bên Thái Lan, Singapore chữa bệnh. Thì các bạn phải hiểu rồi. Trường là y tế Việt Nam mình quá nhiều mà. Các bạn coi tin tức luôn. Ở đây không có ai mà nhảy từ ở bệnh viện nhảy xuống á thì không có tiền trả, không? Đó, chưa bao giờ có một người dân nào nhảy từ ở bệnh viện hành lang xuống đất đó để chết để phải lấy tiền, không? Cho nên á, y tế mình đó, muốn suy nghĩ lại, muốn về hưu á, thì chơi vài tháng, được, ví dụ ở bên trai ra rồi có quyền đi 6 tháng, đều về hưu luôn á. Thì cũng hơi khó, phải không bạn? Và những cái building đó, rồi nhà building ở Việt Nam á, họ xây không có giống như bên đây, không có đủ những cái kết cấu ở đây, không? Mà xây ào lên vậy đó. Mình thấy không, có những người người ta đi nhà đất vậy, dẫn khách đi vô mình thấy cây buồng tắm với cái phòng vệ sinh là nghĩa là không có giống ai hết. Tướng mình bự là sao chui vô, không có cửa, không có cái tấm đèn ngăn nước mới bắn ra sàn. Cho nên tại sao ở Việt Nam mình bước vô trong phòng tắm á, cả khách sạn không được, nước mê mà nó không khô như bên đây, không? Biểu tượng là cái cánh cửa, những cái nhà cao tầng á, những cánh cửa sổ á, họ làm giống như là cách đây khoảng thế kỷ thứ 19 Cái kia 20. Ở bên đây không có các bạn, ở đây cửa lùa không à. Nó có cái tấm lưới ở ngoài để ngăn mũi, ngăn ruồi, ngăn bọ. Covid some more. You can get her. Hmm? Mm. We'll get some more and eat together. Okay. Mm-hmm. I don't know that, so. Okay. Cho nên á, tại sao mình bây giờ sặc nước sặc nước à, lộn quay à. Cho nên á, tại sao mình là đúng ra thì yeah, oh yeah. Oh, yes. Là nó tại sao mà đi những như là Thái Lan, không, những cái nước khác chứ là phải chỉ có Việt Nam không à, phải có nắng ấm này nọ. Còn mấy người, mấy ông già mà mình cũng già rồi các bạn, không, muốn thích dòng trỏ non á, ở Việt Nam á, trỏ bây giờ chắc cũng không còn non nữa luôn bạn. Còn trỏ là toàn là bị có gai. Các bạn về Nam á, có chừng tôi thấy những cái cô mà đi chơi trong phòng trà đó, chạy xe Spacy lên tránh. Cho nên mình mấy người bạn gái mình không ai chạy xe Spacy hết các bạn. Những người mà chạy xe Spacy lên tránh lừa. Quen bạn vậy đó khoảng vài tuần à, bạn ra ngoài phi trường đó, rồi hỏi tới nó nói không hề quen biết bạn dạ. Yeah. Thiếu gì người Việt Nam ăn búa hết, qua đây rồi đi về con cái à, vợ khinh con gái chê. Từ khi mà Việt Nam mà mở cửa, ở Việt Nam á, có cái trò nghĩa là biết mình có vợ đó các bạn, là nó dụ làm như là chỉ có mình ảnh mà mình ẻm là mấy nàng là trên đời đó thôi. Mọi người nào ngu vũ khí vô là bị dướng cái bẫy liền, bẫy nhìn nhện liền, không? Nhện nó tới 8 tay luôn các bạn. Cho nên á là nó ôm chặt rồi khi mà nó buông ra cũng nhanh nữa. Chơi 8 cái chân nó đá vào lái thôi quả đó, lá liên hoàn luôn, đêm một cước. Về đây là bắt trắng, không? Vợ cũng có, con cũng không hề ngó. Tàn làng, tàn bàn hết. mà rồi ở đây ly dị rồi, tưởng một bên đó là vẫn còn, về để về lá dăm rồi. Có những người cũng kêu là phá hoại gia đình, coi thử cô nè, để ý mà đó dữ quá bé đấy. Cái này không, cái này không, cái nào ở bên Việt Nam vậy đó, biết có vợ là tấn vô khi mà người vợ đẩy ra cái là anh cũng đẩy các bạn ra liền, đừng tin luôn đó, cẩn thận cái đó, nhất là không có chơi mấy người mà đi xe Spacy. Có chồng á, bây giờ ta mai mấy người cũng có chồng rồi, thôi đừng có dính vô. Rồi, hàm cái đó. Ở bên đây mà không kiếm được vợ á, cái gì mà dẹp tiệm Việt Nam quê tiệm. Rồi, chấm dứt chương trình. Bye bye for now. Bye. Bye for now. Bye. Bye.